quyết. Giữ tay, giữ tay. Giữ tay, cứ giữ cái tay. Tất cả ngẩng mặt về lên. Đấy, chắc là nếu em lấy fly này thì phải hồi hẳn. Hậu can, bà con, ban tổ chức xin thông báo như này, mời các anh bộ phận an ninh phối hợp của chúng ta. Chúng ta đang bị lấy, khi mà lấy flycam thì sẽ lấy hình của bà con. Chỉ biết thế, tất cả không ai được dựa chút nữa. Cứ thoải mái đi.
chờ máy quay phim, mọi người đứng nguyên tại chỗ nhé, chờ xíu. Nhưng mà nó cũng chấm điểm đấy, ví dụ như cái đội này nó nhảy múa cho này nó chỉ cần lấy hình các phút thật đẹp nhé, vì nó là lao du lịch mà. Sau đây em sẽ lấy fan từ phía góc cuối sân khấu, cho nên là mọi người cần ngẩng cao đầu và vẫy tay cao nhé. Chính vì thế tất cả không ai được đứng ở trước nữa. Các anh chị nếu mà muốn xem và muốn chia sẻ thì mời các anh chị chia ra sân khấu ra. Tức là không còn ai ở phía trước. Đúng rồi.